Mình xin chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hôm nay mình về Kiên Giang. Đây là xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất. Về quê của bác hai là anh ruột của bác ba. Để cho biết. Đi xuống đây mình đi đổ vớn cả nhà ơi. Bằng dép xuống đây. Chào cả nhà luôn. Về Hòn Đất Kiên Giang mình đi theo em đi đổ vớn thế nào đây. Thế là mùa nước nổi như ở An Giang mình hồi đó thì nó thiệt cá cũng nhiều lắm, nhưng mà bây giờ khép kín lại rồi cả nhà đó, bây giờ thì ít cá rồi. Mấy cái đồng này thì vậy là năm nào cũng xả lũ vậy trơn á hả? Đây hai đất hai vụ chứ không phải ba. Dạ. Thì năm nào cũng phải có cái nước nổi á. Có cá ngớp rồi cha, chỗ này chắc câu cá tra chắc có. Chỗ này chắc câu có rồi nha. Cái giò đếm ha. Đây cũng có 12 cua ngục nữa nè. Ngày mai cũng hàng ngày đám giỗ của bác hai, anh ruột của bác ba. Bác ba nói thôi mình cứ ở nhà hoài, lâu lâu rồi đi chỗ chỗ mới lạ ha bác ba. Mình với cha với bác bà chạy xuống đây thì năm nào bác cũng đi xuống đây đi đám giỗ ha. Đổ ra ngoài nhiều đó, đổ vô cái sọt đó rồi mình lấy cái thùng bê. Từ trên nhà mình chạy xuống đây cũng xa lắm, chạy đâu 2 tiếng đồng hồ thì mới có tới. Tới. Chắc còn nghĩ cũng phải từ 50 cây trở lên đó bác ba. Ở đó. Cái máy này rất là lớn à. Chạy này chắc dạt nước luôn quá bác ba. Xuống kinh, xuống kinh nhỏ chút. Ở dưới đây cái cây mình bán không nhiều quá đâu các bạn. Trên mình thì ít rồi, dưới đây nhiều. Cái bông này người ta trồng hay là anh tự mọc bác ba? Cái bông nó bông gì nhìn đẹp quá. Cái bông màu thường nè, là bác ba nó tự nó lên. Rồi mình bán nè. Cắm mé kinh nè, mình bán trái nè. Chùm chùm luôn. Rất là nhiều. Hầu như bà con của mình ở đây hình như không có biết ăn bình bát hay gì. Trái còn rất nhiều dữ lắm, nhiều luôn chứ chín luôn. Chín cây. Ồ trái đó vàng luôn kìa bác ba. Cái đó là con đó. Ồ ok. Trái đó dữ lắm à. Trước mình đó là ngọn núi, đó là núi Sập.
phía trên bờ kinh đó có mấy cái cây mà cắm có cái cờ trắng trắng đó, đó là mấy cây cặm cờ để gặp đặt cặp chuột á. Cái này mà đem máy xuống đổ quá ba, đem theo cái chài mình chùm lên đó. Mình giờ sẽ chạy vô ruộng. Cái đó cái nhãn chưa là nhãn đắt, nhãn gì bác ba, chỗ cái vớn mình kìa, chẳng chẳng con chân á. Thì mình đổ kiếm mỡ cá chút xíu về mình nướng hay nấu chua vậy. Quá luôn rồi kìa. Đó, nó bay lên đó. Dữ lắm. Đây bên kia thì cũng có một chiếc vỏ đang đẩy côn. Cái vớn như vậy cũng lớn ghê, sao sớm anh Tùng anh nó nhỏ. Hết hồn cái vớn. Cạn không hả anh Tùng? Ăn đồ gói không? Ôi cá kìa, cá dữ luôn chứ. Sao có đâu. Ô sao dữ vậy? Ngang tới ngang cái. Tưởng nó cạn ngang đồ gói. Ôi. Dữ lắm luôn bác ba. Anh Tùng mới xuống mấy bữa mà thấy cũng quá gành luôn nè bác ba. Bắt bạn với cha ăn trước. Con ăn sao? Chắc bước trước. Ồ cá chốt kìa. Cá chốt chắc ngoài cái sông lớn nãy nó lên quá bác ba. Lên. Còn cá lóc nữa. Cá lóc cũng bự hơn nha. Ôi, nhiều kìa. Dữ lắm luôn rồi. Ủa vậy mình đổ vậy rồi vô chổng có đồ đựng không anh Minh? Dạ, như là mình đổ về chiều cho anh ăn luôn. Ôi cá chốt rồi, kho tiêu một cái ha. Đủ lú là sao nó. Dạ. Chốt rồi. Ồ con cá ngô nó mập nè. Cá linh thì ở dưới đây nó nhỏ hơn trên mình ha bác ba. Nhỏ hơn trên mình xa luôn á. Nhỏ hơn bởi vì nó nước về trễ hơn phải không bác ba? Nước về trễ. Về trễ. Có tép nè. Đừng có chốt bác ba. Vậy có tiêu chịu không có. Vậy mình đổ vậy chắc giờ chút nó mấy chị cũng phụ lựa hả? Mới lựa lên chứ. Đi cái này mà đêm đi đổ là phải hai người lựa mình đâu đâu lựa vậy. Dễ gì mà đổ đủ đi, dắt phi là cái là mười mấy 20 ký mà. Đổ dắt phi cá dữ lắm. Hết cái này 50-60 ký. Vậy là mình đổ mấy cái mình vô giờ anh Minh? Thì đổ cái hai cái rồi chạy lên đổ mấy cái đú kiếm cá lóc kia về nướng. Dạ. Vậy mình đổ hai cái vớn thôi rồi mình lên kia mình đổ mấy cái lú. Hai cái vớn được không? Cũng có chừng ba. Cái này chạy được một con lươn nữa nè. Nãy giờ mình không thấy á. Cái vớn bây giờ thì chạy lương rất là ít ha. Chứ lúc trước á, dở lên một cái là mấy kilo luôn. Nó không có bự nè, nó cũng cả ba lớn.
Thế giờ tới mình dỡ cái thứ hai đi. Chỉ là cái đó nó không có cá chốt biển nha. Không. Không có mùa sau mưa nó mới vô. Dạ. Giống như là không có chạy cá 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 chơi vàng hả anh Minh? Ít, có đủ á. Tới con nước nữa, trời ơi nó chạy đêm mấy chục ký, cả trăm ký. Cá chơi vàng hả? Ờ, thổi không ba lần ông xuống đổ hai chú cháu mà có kéo cò con người cướp, nó không lên nổi. Nó nặng á. Nó nặng mà không kéo lên nổi. Cái đó đâu 40 ký chú ba. Quá trời. Thì ở đây á vào cái mùa khô quá thì nó rất là phèn. Cho nên là cái về cái con cá chơi vàng á nó nhiều dữ. Cá chơi vàng, cá lóc với cá sặc là nhiều. Còn cái con cá trắng thì nó ít hơn ở trên mình. Kìa cái đó cũng có cá lóc nữa kìa bác ba. Cái nào cũng có. Đó, cái đó còn chừng nhiều cái đó chứ. Cá lóc ăn bao nhiêu ký rồi anh? 30 ký. Dạ. Cá lóc mà ăn cá này không chắc mau lớn dữ à. Cá tư. Ồ một con lươn bự nữa đó cha. Rồi đỡ bao nhiêu được rồi, rồi đi cá lóc này nướng chui. Cái này là cái gông à. Cái gông gì mình quên rồi nè, cái gông đuôi tròn phải không cha? Gông đuôi tròn nè. Ở đây gì cũng còn gông nè, chứ trên mình bây giờ hết rồi. Trên mình không còn chứ ở đây người ta còn nè. Mà ổng bu vàng có không mình? Trời ơi nhóc, nhóc. Ủa sao gì mà cái gông này nó không ăn sao? Không ăn. Ổng bu vàng đặt ba cái ruộng mà nó trong công một đêm mà mấy bao. Dạ. Còn nhiều lắm. Con thấy ở trên kia, em thấy trên kia người ta làm mấy cái vợ người ta kéo hay gì đó. Nhà nào thấy cũng có chứ. Ủi có cái đồ ủi á. Ủi. Đó, đó là con cá chơi vàng hay chơi trắng bác ba? Dạ. Con cá chơi vàng. Cá chốt mình lựa ra như vậy là mình bán bao nhiêu một ký anh Minh? Cá bự thì cá trứng thì mình căng cho bạn hàng ba mấy ngàn, còn cá nhỏ căng có 12 ngàn. Dạ. Như con cá bự này nè là ba mấy ngàn ha? 30-35 ngàn. Dạ. Vậy tính ra mà đổ hết 10 cái này mình lựa ra cũng được ra 30, chạy nhiều lắm, ban đêm mới chạy dữ lắm. Dạ. Vậy tối nay em sẽ đi theo trải nghiệm đi lựa nó một đi đêm rồi. Là phải lựa mà chiều nay mình phải chiến đấu ít chút mới được bác ơi, chiến nhiều quá tối thức đi không nổi. Có chốt rồi, mới đổ có 2 cái mình đổ mấy cái 12 cú ngọc đi. Kiếm mở cá chê hay cá lóc. Về mình nướng. Bắt bay với cha. Đang ở đằng giỏ đặng. Ôi. Còn một cá gô nó mập kìa. Cái này là sáng anh đổ cho anh Minh. À, sáng chưa đổ. Dạ. Ồ mà mấy cái lợp này cũng rách dữ rồi. Cái lợp này cũ mấy mùa rồi. Cái nơi cái xứ mà cá nhiều là cái năm nào cá nó cũng nhiều hoài luôn. Ồ này phải kiếm cái gì đậy là để cá lóc nó phóng không á. Ồ cá rô con nào cũng lấy cái nó mập được. Lấy lục bình bỏ vô được, lấy cỏ hay gì để đậy lên. Ở đây mình đi bắt chuột là bao luôn. Cho cái thùng bê với hai cái châm theo là đổ một chút xíu.
chà bao loại dài lên nè, 2 bình bát hay gì, 2 bình bát ham quá. Ở đây không có ai mua, không ai ăn hết chứ. Đi đâu cũng gặp bình bát chứ. Ở đó bác ơi, đang thăm dài lên. Cái luồng của mình đặt vậy là sang năm tới là của mình đặt những chỗ như này hoài vậy đó anh. Ừ. Như cái nền á. Ôi ok. Cái này có gô nhiều. Con cá gô đó chà bá lửa luôn. Chút nướng nó chảy mỡ quá. Cá gô nhỏ em quá bác ơi. Còn cá gô tẩu thoát. Cá gô nó nướng thôi tắt bếp. Mời mày cháy bình bát lúc ở trên kia. Cái này mình đổ có một bên mà thôi, bên kia là chưa đổ nữa. Vậy là mình đổ xe chèn gì đó anh? Không, đổ hết luôn. Đổ hết. Mấy cái này thôi. Dạ. Ôi dồi, cái này kìa, cá gô kìa bác ba ơi. Dạ. Ôi, cá gô kìa. Nóng lạnh con cá gô nào không cá gô nấy. Nhiều chắc đủ rồi đó anh Minh ơi. Nhiều lắm mà ăn sao hết. Dạ. Ở dưới đây thường gắn nước hay gắn gì ạ? À? À, dưới đây có gắn bông súng nữa hả? Cắn một súng mà nướng một cái thì thôi khỏi chê. Dạ. Còn gắn bông trúng thì mình mình nấu mẻ. Ở Long An á, anh Sơn nói là lái người ta hỏi mua là 1 ký là 10.000. Mà ở đây mà chính là rụng dưới đất luôn á. Đất ngon quá cả nhà. Ba trái này chắc 2 trái này cả ký luôn á chứ. 3 trái này ký quá bự. Mà cha nói con nghe, chỉ một cái khúc rụng cỏ đó đi là cái như nguyên cả chừng 20 người ăn cũng hết trơn. Nó chạy quá trời. Nó dột vô đó kiếm một con. Đáng lẽ mình ở tới tầng mới về không mà. Dạ. Nó có cái chà nhỏ nhỏ cũng được nữa, mình chùm lên. Đổ mới có 3 cái đây. Có 3 đầu chứ chưa được 3 cái. Ôi dư rồi, chết rồi. Mới có 1 cái rự. Đất hay gì mà mình đâu biết đâu. Cái gì? Mình cái đuối đó là hồng đất hay là cái gì? Cái hồng đất. Hồng đất phải không? Đất với hồng sóc. À là 2 cái ngọn núi phía trước á. Chuyển mấy máy sới của mình đi sới đất rồi đó hả bác ba?
Dạ. Thì mùa khô thì mình làm ngày máy á, nước thì bắt đầu mình chuyển qua dớn, lợp, anh về tới nhà. Chợ cho cầm cái vỏ luôn. Máy này gì cho chở nó không có. Rồi bước qua đi. Ở trên mình mà có chín như vậy là chuột nó ăn chưa? Tại đây nhiều quá nó ăn thành ra nó ngán thành sao quá. Đây, nó rồi mình thao cá luôn. Đây đây là ngôi nhà của bác Hai. Hiện tại thì bác Hai trai với bác Hai gái thì cũng đã mất rồi. Để anh mình lấy cái thau đổ cá ra mình lựa. Lựa ra rồi đốt than lên nướng. Bữa nay chiều nay thì cũng cúng mâm chiều của bác Hai nha. Anh Minh anh cũng có chừa lại nghe bác Ba xuống anh chừa lượng mấy cá chê đẳng nữa. Chút nên là anh lấy dạng cá chê với mình nướng thêm hai cá lóc với mấy cá rô này nọ được rồi. Con cá rửa mà nhiều vậy đó hả? Không, cá ngon quá ngon luôn. Phải nói là ở trên mình mà kiếm được nhiều cá này là cũng vất vả lắm mới kiếm được. Mày có cái thau kia rồi. Cá mọi trong cái thau mới nữa sao nó sao không giấy được không? Chá chá lựa cá rô với cá lóc để riêng để nó nhảy. Nhìn mấy cá rô thấy thèm không bác? Cá lóc thì ở đâu nó cũng vậy nhưng mà cá rô ở đây đặc biệt đây nó rất là mập. Cá chốt nữa. Ôi con cá rô này nè bác ba. Rất sức con cá rô. Cá thì nó uống cực kỳ. Quay hả? Lại cho bấm. Bây giờ mình nướng than, có than để cá lên nướng. Sớm rồi cá chạy rất là nhiều, tại chiều rồi anh Minh anh dẫn đi dở chỉ có mấy cái cửa ngột thôi, ngày mơ mình mới dở nhiều. Cá đủ nướng rồi này không ạ? Có dữ à? Có ba đầu thì cái dữ nhiều. Minh. Trời đông mưa đâu. Ngồi ngoài đây nè. Ngồi ra đây nè. Ngồi mâm đây nè. Ngồi mâm cháo vô ăn. Các bạn đó. Câu đèn đi. Cái bởi mượn đi bắt đó đi còn địt nữa. Cua không cửa. Khô hết luôn hả bạn? Khô rồi vậy đó. Không, vậy nó ráo à chứ nó cũng còn mềm. Nó mở, còn mềm. Đây, cả nhà ơi. Một chìa gắn à. Đi chút chia này qua bên đây phân nửa cái cá này thứ phân nửa bắt một bắt đồng thái bắt cái ăn rồi bắt chứ bắt hành lắm còn của ông ta đó thôi thôi quá trời quậy chứ nổi nãy giờ mình với bác Ba cũng nướng xong mấy con rắn với cá rô à nhà mình dọn lên bàn chiều rồi. Thầy có món da vịt mình
quá mười. Vịnh này mình nấu chao hay gì? Vịnh nấu chao. Chao. Sớm rồi mấy cô với mấy chị trong bếp nấu. Anh ngồi luôn anh. Rồi chỗ ngồi hết. Nay là mình uống rượu rượu nhà của anh Minh nấu. Rượu này là hôm bữa nó rượu lúa Nhật phải không bác ba? Nhật. Em mình thấy máy. Cháu ơi cháu thấy nằm. Đây. À, bác hai tới 10-11 người con nè. Dạ. Thứ 7. Dãy thứ 7 hả? Ba còn anh kế bên. Bạn của mong. Dạ. Ngủ vô 5 kìa. Sao anh Tùng? Nãy giờ mình ngồi ngưỡng mò nhìn thì thấy thèm quá, bây giờ dọn lên cái sao nhìn thấy giỏi giỏi vậy? Trong nhà vô. Này là mà cả nhà nha. Cũng 5 giờ chiều à. Đi đám giỗ với Mỹ Thái, đi với anh ba. Bữa nay mồi đồng quá nhiều. Ăn rắn nghe cả nhà. Cạch chê, cá lóc, cá gô, cả nhà ơi, cả nhà cùng dùng. Ông ba đó là ăn con rắn chung. Nên chung hay là con gắn con súng không bạn? Súng. Súng. Gắn con súng. Gắn gắn miền Tây. Ừ. Không gì được. Anh dùng tự nhiên đi anh. Dùng tự nhiên đi. Thì cũng có thêm cái món đó là tiết canh anh Minh. Tiết canh. Anh Minh anh làm á. Tiết canh của con vịt mình nấu chao. Chắc sớm giờ bác ba hơi đói gì nè. Cái đường trên mình chạy xuống đây nữa nó rất là xa. Chứ bác ba chạy thì cũng rất là chậm đó. Chạy bổ đồng chắc chừng 40 cây số trên giờ không được nữa bác ba, con nghĩ chứ không được. Không được 40. Ở đâu? Dạ. Từ nhà mình hả? Ờ từ chỗ anh chạy đây tại bác ba chạy chậm á. Ba anh chạy chậm. Đúng rồi. Xe dưới này cũng cuốn xe nữa. Cái chậm mà chắc bác ba ơi. Dạ. Rồi. Mình mời cả nhà đi nha. Này mình uống rượu lúa Nhật. Rất là trong. Uống thì nó cũng mạnh lắm, nhưng mà được có một cái là uống mà một hồi thì nó hay sức mồ hôi với lại nó mau tỉnh lắm. Mình uống mấy lần mình biết. À. Tới một chuyện luôn rồi. Không mà, cha cha làm bộ gấp con cục gắn cho. Làm bộ cục gắn. Gắn chung à. Gắn chung nướng mỏi. Chậm quá. Gốc làng quê đọc đi lên. Thơm ngon quá anh Minh ơi. Mấy nãy có lấy bà coi chứ xuồng lên không? Có đâu. Không gì. Chung. Có đâu. Nhưng mai có gì mai đi mai có chạy nên mai xào lá cách. Dạ. Ba con. Ba con mà mai. Mai lỡ đâu có chạy như con hai con hay sao? Biết đâu hết. Trai bộ hộ quá. Hôm nay không có ăn gắn cử con mấy con. Đặt cái miệng. Còn biết không? Cái canh. Chà thì chắc cơ cũng mấy chục năm nay rồi đó chưa có ăn cái món tiết canh rồi. Bữa nay chả thử ăn thử làm sao. Thì cái món tiết canh thì mình ăn với thường thường chanh nè, với ngò gai, rau thơm rồi. Chanh nhá. Cái gạo để vô chú. Để chú. Làm miếng chút.
Thật ra thưởng thức cục gắn sao anh? Ngon. Đấy. Gắn miền Tây. Thấy không? Đặc biệt cái con gắn con súng nướng nó rất là mềm. Cũng lâu lắm rồi bác ba cũng có rủ mình đi mấy lần, nhưng mà do đường quá xa với lại nhà thì còn mấy đứa nhỏ đó, mình đi xuống đây đâu phải là một bữa là mình về đâu, mình ngủ phải từ hai đêm hả bác ba? Gật đầu là được. Không nhớ chị ba sao ngủ dữ vậy. Được không? Cái không? Em hả? Được rồi anh, để anh chú. Tiền thắng đâu rồi, kêu nó cơm. Bà chợ đi mày con chó rồi bắt không? Chó gì? Ông lại chợ cho mẹ chó đen. Chó đen đẹp lắm. Tiền thắng đâu, kêu nó cơm. Nó đợt ấy nó bắt rồi. Mấy ngày đọc thiệt trước không? Bởi vì hổn không nói. Đi cho thiệt quá. Chó. Cho tao đẹp đàng hoàng nghe, chứ không phải cho tao lao đâu mà. Sao chưa? Con thấy cái này mình dùng. Cái đó là cái gì cha? Mua kiều chanh. Cơ bộ bữa nay cái món cá nướng là bác ba hình như là chấm 10 điểm rồi. Ôi con cá chê vàng chấm mềm lắm ha bác ba. Mềm. Tới tay luôn. Ủa này thắng đâu kêu nó đi. Nó diễn tổng con rồi. Cái gì? Nó diễn tổng con. Đó rồi. Về sống lại alo. Lâu lắm rồi mới. Đó là cục gắn bông súng đó anh Tùng, chắc mềm. Đây, alo. Súng rồi. Đậm luôn đi anh, vô luôn. Vô luôn. Quá ngọt. Không hiểu rồi. Alo. Sớm giờ bác cháu mình làm cũng khá khá với gia đình của anh Út. Nãy giờ anh Út đây là như nhà của bác hai, thì anh Út bây giờ là ở nhà, anh mới về sớm. Anh mặc áo đỏ. Đó là tiếng Nam. Anh Tư ha. Năm. Dạ. Năm đó 3, 7. Thì phần ngày thì mỗi anh có một công việc á, thì chiều mới về mới đông đủ. Cầm gì nè? Cắt cây gai ăn lấy gai cho tao quay lên. Thì là 3 5 7 hả? Và cái sảnh này hơi lẻ chút nha. Ngoài chứ mày. Ngoài bữa nay là ông ngoại làm chết luôn đó. Đó thì gặp ok. Cái nào làm cũng được hết. Sống thì phải hòa đồng với xã hội. Bây giờ nói cả nhà lại năm rồi, bây giờ mình nè gọi ai có thiệt nào nó cũng tàn rồi, bữa nay nó rồi thôi bây giờ xin kết thúc video ở đây. Hẹn ngày mai không. Chào cả nhà luôn ngày mai. Hẹn là tối nay mình đi đổ 12 cửa ngục á. Tối